Xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng kia. Hôm nay thì chị gái và chú lợn tiếp tục là đổi công cho nhau, hoàn thiện là bãi lạc ở đây. Nó là rất là rộng quá. Sau vài buổi hai diễn viên điện tử đổi công với nhau làm, nhưng mà chưa ăn thua gì, cứ làm chưa xong đầu này là đầu kia là lại lên. Bãi phải nói là đây rất là rộng, chưa có lên sạch bóng thế nào cả, vẫn rậm lắm. Rậm lắm. Lạc ra hoa hết rồi. Chuyển băm à? Băm cũng được, băm tung nó lên, vơ sạch cho nó, không để lại cái cỏ nó hết. Đấy, thế mới được. Cắt nó chỉ được mất chân thôi. Cắt nó bung cái chân nó lại lên các bác. Không kịp được, xoay không hiểu kiểu gì. Dồn tập trung làm liên tục cái này. Mấy hôm mà chưa đi ăn thua gì. Bấm hết như thế đi. Đấy. Bây giờ trời nó hửng rồi. Bấm đừng có để cái chân cỏ này nữa. Hôm nay thì là Hoàng Liệt cũng thông báo đến các bác một thông tin mới. Đấy. Trên kênh của Hoàng Hiền về anh Sự Béo Nũng Cáng. Đấy. Là cũng thông báo cho các bác là sắp tới thì là anh Sự thì anh sẽ từ Trung Quốc về Việt Nam. Đấy. Khoảng 5 ngày nữa thôi. Hiện tại bây giờ thì các bác theo dõi video, các bác biết là anh Sự anh đi làm ở bên Trung Quốc. Đấy, được khoảng gần một tháng rồi. Đấy, nhưng mà sang đó thì là anh ấy làm thử việc thôi. Đấy. Họ thuê một tháng rồi, thử việc bên đó. Công việc là trồng mía thì phải. Ở bên Vân Nam ở Trung Quốc. Giáp với lại Hà Giang. Đấy. Cái vùng giáp đi qua cửa khẩu Thanh Thủy Hà Giang đấy. Thì khoảng 5 ngày nữa thì anh ấy sẽ về Việt Nam. Anh Sự với Hoàng Hiền thì các bác cũng theo dõi video thì biết là hai anh em thì rất là thân thiết. Những cái ngày tháng đầu tiên khi Hoàng Hiền làm YouTube lên Hà Giang cùng những người anh, những người sư phụ giúp đỡ Hoàng Hiền làm YouTube. Đấy. Anh Thắng, anh Ước, anh Phan. Thì Hoàng Hiền có chia sẻ video ở Lũng Cáng. Đấy. Cũng rất là thân thiết với bà con ở đó. Trong đó thì có anh Sự Béo. Cũng có rất nhiều kỷ niệm. Đấy. Lúc đó thì là Hoàng Hiền chia sẻ video ở Lũng Cáng. Thì ở ngay nhà của cái quán ở ngay... ngay đầu cầu ở chỗ Lũng Cáng ấy các bác. Đấy, quán nhà Minh ở đó. Thì hai anh em thường xuyên gặp nhau. Đấy, rất là quý nhau. Thì hiện tại bây giờ thì anh Sự anh như nào bên Trung Quốc về, sắp sửa về Việt Nam ấy thì là không có việc làm. Đấy, cuộc sống thì cũng rất là khó khăn. Đấy, chính bởi vậy mà hai anh em thì cũng đã, anh Sự cũng đã điện và trao đổi với Hoàng Hiền. Đấy. Một thông tin mới chia sẻ với các bác là sắp tới khi mà anh Sự anh ấy về Việt Nam thì anh Sự anh ấy sẽ
xuống Thái Nguyên cùng với Hoàng Hiền để đi làm thiện nguyện trên kênh YouTube của Hoàng Hiền các bác nhé. Trong thời gian tới thì sắp tới thì các bác sẽ thấy là anh Sự anh sẽ có mặt tại Thái Nguyên và ở tại nhà Hoàng Hiền luôn. Đấy. Trong các cái chương trình làm thiện nguyện YouTube cùng với Hoàng Hiền để giúp đỡ bà con ở mảnh đất quê hương Thái Nguyên của Hoàng Hiền. Và khi mà khoảng một tháng nữa Hoàng Hiền được nghỉ hè, đấy, thì lúc bây giờ thì Hoàng Hiền sẽ rất rảnh thời gian. Chú vun không bón à chú Lợi? Hả? Cứ băm ấy, nó thì phải bón nó mới vun chứ. Hả? Thế vun đi, chú không bón thì sau chú làm nào? Bây giờ cứ rẫy xong đi, cứ rẫy sạch hết xong thì bón thì mai rác vào xong thì bón sau. Chứ bây giờ chú bón chú không có gì cho nó ăn thì bón làm gì? À vun làm gì? Vâng, chào bà nhé. Cứ băm chị gái kia nó sạch cỏ trắng là được. Để nó mai nó nắng nó chết đi. Xong rồi mai mình quay lại là mình rác bón thì chú bón vào xong rồi để quén luôn. Chứ bây giờ chú quén nó giải quyết được cái gì đâu. Mất thời gian nè. Cứ nằm nhà sạch cho chị gái kìa. Mai quay lại là ấy luôn. Thì cũng chia sẻ với các bác như vậy. Khoảng một tháng nữa thì Hoàng Hiền sẽ được nghỉ hè. Đấy. Khi Hoàng Hiền nghỉ hè thì thời gian rảnh thì sẽ rất nhiều. Đấy. Cùng với anh Sự thì chia sẻ video. Và Hoàng Hiền sẽ gửi tiền đấy, cho anh Sự từ cái việc tiền YouTube. Đấy. Cũng chia sẻ các bác là anh em làm YouTube thì bên phía nhà đài YouTube nhé, họ gửi tiền cho anh em đấy, YouTube có kinh phí để duy trì kênh, để làm những cái sáng tạo nội dung ở trên YouTube. Đấy. Tuy nhiên thì về YouTube này thì cũng có rất nhiều người làm đấy, mỗi người một nội dung khác nhau, người thì làm du lịch, người thì làm thiện nguyện, người thì làm ẩm thực, mỗi người một cách làm. Nhưng Hoàng Hiền thì chọn cái việc làm là thiện nguyện để nó mang cái tính ý nghĩa nhân văn, có thể lan tỏa cái sự yêu thương, giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn. Đấy, thì tuy nhiên thì cái kênh của Hoàng Hiền thì là hiện tại bây giờ thì là kênh chính của Hoàng Hiền thì đang được gần 33.000 người đăng ký. Đấy. Thì cũng có những cái doanh thu nhất định từ bên phía YouTube họ gửi cho rồi. Đấy. Thì cũng có kinh phí để chuyển đến cho anh Sự. Đấy, anh ấy có lương để anh ấy cùng đi làm với công tác thiện nguyện cùng với Hoàng Hiền tại Thái Nguyên. Toàn bộ mọi chi phí đi lại ăn ở đấy, là Hoàng Hiền sẽ lo toàn bộ từ A đến Z cho anh Sự hết. Đấy. Nếu như hôm nào mà Hoàng Hiền đi dạy quay gần ở đây thì anh Sự anh ấy sẽ ở nhà Hoàng Hiền đấy, ăn uống ngủ nghỉ thoải mái, nhà cửa là ổn định hết rồi. Đấy, rất nhiều phòng ngủ nghỉ, và khi nào anh em đi bạn thì ở đâu đó thì là tất cả mọi chi phí là xăng cộ xe đi lại ăn uống là Hoàng Hiền sẽ lo toàn bộ từ A đến Z hết. Đấy. Thì sắp tới thì các bác cũng sẽ đón xem các cái video của Hoàng Hiền. Đấy, Hoàng Hiền sẽ up video trên cả hai kênh Hoàng Hiền và Hoàng Hiền Vlog cùng với anh Sự Béo Nũng Cáng. Đấy. Trong các cái chương trình thiện nguyện sắp tới, không chỉ là quay chia sẻ video ở khu vực ở đây đấy, mà Hoàng Hiền sẽ chạy khắp Thái Nguyên và cả các tỉnh khác nữa đấy. Nên là các bác nào mà
theo dõi video, các bác mà biết những cái hoàn cảnh nào mà thật sự khó khăn, thật sự khổ nhá, nghèo, cần sự chung tay giúp đỡ của các mạnh thường quân, thì các bác có thể là điện thoại cho Hoàng Hiền hoặc nhắn tin qua Zalo, Facebook cho Hoàng Hiền theo cái số điện thoại của Hoàng Hiền là 0915049825. Cái số Zalo thì cũng là số đó, Viber cũng là số đó. Còn Facebook của Hoàng Hiền thì nick là Hoàng Hiền luôn. Cùng với anh Sự là chia sẻ video giúp đỡ cho các bác. Hoàng Hiền cũng sẽ cố gắng là chia sẻ nhiều video để các bác hiểu rõ hơn về mảnh đất Thái Nguyên, biết về những cái hoàn cảnh nghèo, những cái địa điểm đẹp. Không chỉ là thiện nguyện mà cũng sẽ hướng tới giới thiệu quảng bá về Thái Nguyên, du lịch, văn hóa, ẩm thực, những cái món ăn ngon ở Thái Nguyên, những cái bản làng vùng cao ở Thái Nguyên đến đông đảo các bác, các quý vị khán giả trên mọi miền Tổ quốc có thể biết đến. Hiện tại bây giờ thì các bác theo dõi video thì các bác cũng biết là những cái lần đi bạn ấy thì Hoàng Hiền đi cùng với lại em Ánh. Tuy nhiên thì em Ánh thì em ấy vẫn đang bận đi học. Thời gian thì cũng không dành nhiều. Nên là hai anh em thì cũng không thường xuyên di chuyện được. Sắp tới khi có anh Sự nữa thì Hoàng Hiền sẽ thường xuyên là chạy đi bạn. Đặc biệt là khi mà khoảng một tháng nữa là Hoàng Hiền được nghỉ hè rồi, thì thời gian rảnh rất nhiều. Lúc bấy giờ thì là chị gái lại sẽ ít gặp được em Hoàng Hiền. Lúc bấy giờ thì chị lại phải cố gắng vươn lên này, chị gái nhá. Em là giúp đỡ chị trong thời gian này thôi. Sắp tới là sẽ ít gặp nhau, hướng dẫn cho hết rồi. Cứ thế mà làm ăn thôi, chăn nuôi thôi, thỉnh thoảng em mới vài quay vào thôi. Lúc bấy giờ thì chị cũng được bán lợn, bán gà rồi, ngô nghê là cũng thu hoạch lúa gặt rồi, nên là những cái gì đã hướng dẫn rồi thì cứ thế mà làm thôi, làm ăn thôi. Nên là cũng mong là các bác theo dõi video thì các bác sẽ like và đăng ký kênh ủng hộ cho Hoàng Hiền và anh Sự Báo trong thời gian tới nhé. Khi mà các bác mà đăng ký kênh cũng như là theo dõi video nhiều hơn thì bên phía YouTube họ sẽ gửi thêm nhiều kinh phí hơn cho những người làm cái nội dung, sáng tạo nội dung trên YouTube. Thì lúc bấy giờ thì Hoàng Hiền sẽ có nhiều kinh phí hơn, thì là sẽ gửi lương, có nghĩa gửi tiền cho anh Sự là sẽ nhiều hơn. Đấy. Để giúp cho anh ấy là có kinh phí để lo cho gia đình. Đấy. Nói anh Sự anh ấy xuống đây, một là cùng với Hoàng Hiền đi giúp đỡ bà con, và hai là anh cũng sẽ học tập được những cái việc làm ở dưới miền xuôi này. Đấy. Sẽ thấy được là cái cách mà bà con làm ăn phát triển kinh tế như thế nào, thì từ đó thì sau này thì anh ấy cũng có những kiến thức để anh ấy về anh ấy áp dụng ở quê nhà. Đấy, hướng dẫn cho vợ con cùng nhau là làm ăn, kết hợp anh Sự anh như làm với Hoàng Hiền thì cũng sẽ có tiền nữa. Đấy. Thì đó là một cái thông tin Hoàng Hiền muốn gửi đến thông báo đến các bác. Đấy. Là nội dung sắp tới. Đấy. Trong các cái chương trình của Hoàng Hiền trong thời gian tiếp theo. Đấy, cứ rẫy sạch như này là ổn đây này. Đó, băm như này mới được này, còn nhổ nó lại lên. Nhưng mà xong gái mai người kia là bón là quén luôn này là ok. Đấy, trong cái đấy này chú Lợi phải nhổ sạch ở trong gốc này, có cái nào nhổ hết đi, đừng có để cái cỏ nữa. Đấy, chị gái này chị làm rất là ổn này, rẫy này là cỏ này vừa ngon, không bị lát. Rửa cho bò ăn là lại rất ok. Đây này, những cái khe, những cái rãnh như này đây này,
vơ hết, để mỗi cây lạc lại thôi. Cũng mong các bác theo dõi video là các bác sẽ like, chia sẻ, đăng ký kênh giúp cho, để đón theo dõi các cái video mới của Hoàng Hiền cũng như anh Sữa Béo. Khi các bác đăng ký kênh và nhấp vào chiếc chuông bên cạnh thì là sẽ nhận được những thông báo mới nhất từ video khi Hoàng Hiền đăng. Các bác sẽ xem được video ngay. Cái việc đăng ký này hoàn toàn miễn phí các bác nhé. Hiện tại bây giờ trên kênh của Hoàng Hiền thì đang bán đặc sản chè Thái Nguyên nhé. Có hai loại. Một loại đặc sản số 1 thì là Hoàng Hiền đang bán 500.000. Loại thứ hai là cũng uống rất ổn là 350. Nếu mà các bác mà mua hàng mà các bác mà gửi tiền trước cho Hoàng Hiền ấy, có cái chuyển qua thẻ trước ấy, thì là Hoàng Hiền sẽ giảm cho các bác là 20.000 một cân. Đấy, có nghĩa là cái loại 500.000 thì các bác sẽ còn 480. Còn cái loại thứ hai 350 là sẽ còn 330. Lý do vì sao Hoàng Hiền giảm thì là chia sẻ các bác là cái tiền đó là chính là cái tiền từ cái việc mà ship hàng ấy. Đấy. Nếu như mà không gửi tiền trước ấy, thì khi mà shipper họ giao hàng thì họ sẽ phải nhận hộ cái tiền, cái số tiền đó. Đấy, xong thì là bên phía shipper là họ sẽ tính phí là nó tăng lên. Có nghĩa là bình thường nếu như mà Hoàng Hiền gửi một cân chè mà không các bác chuyển tiền trước rồi ấy, mà bên phía giao hàng họ không phải thu hộ tiền ấy, thì là sẽ mất khoảng độ là 30.000 thôi. Đấy. Nhưng mà nếu mà bên phía shipper mà họ phải thu hộ cái tiền đó ấy, thì cái tiền nó sẽ tăng lên 20.000 các bác. Đấy. Nó sẽ rơi vào khoảng 50.000. Cái tiền đó. Chính vì vậy mà nếu bác nào mà mua chè mà các bác mà chuyển tiền trước thì là Hoàng Hiền sẽ giảm cho các bác luôn 20k. Thì cái tiền đó thì là sẽ giảm cho các bác, thì chính là từ cái tiền mà ship hàng của nhà của bên phía shipper. Đấy. Còn chè thì các bác cứ yên tâm là uống là đảm bảo là ok. Đấy. Còn về thuốc nam của bà trà thì hiện tại thì Hoàng Hiền vẫn đang lấy hộ các bác. Đấy. Các bác nhờ rất là nhiều, rất là đông từ khắp cả nơi, khắp mọi nơi trên cả nước ấy. Trong đó thì có cả ở bên nước ngoài, Cộng hòa Séc, Đức, Canada và bên Hoa Kỳ. Đấy. Các bác cũng nhờ Hoàng Hiền lấy hộ thuốc gửi sang đó. Đấy. Có rất nhiều loại thuốc nhé. Sỏi thận này, dạ dày này, đại tràng, tai biến này, mất ngủ này. Bà trà uống thì rất hiệu quả. Bác nào mà có muốn lấy thuốc thì các bác có thể liên hệ cho Hoàng Hiền. Đấy. Giá thuốc thì bà trà bà ấy công khai ở trên video Hoàng Hiền khi nên lấy thuốc rồi. Đấy. Bà bán tại đó là 900.000 một liệu trình, tất cả các loại thuốc các bác nhé. Đấy. Sử dụng trong vòng là 2 năm đến 30 ngày một liệu trình. Đấy. Đấy. Nên là cũng thông báo rõ ràng các bác trong video Hoàng Hiền chỉ lấy hộ thôi, riêng về thuốc này. Lấy hộ các bác. Tiền ship thì là các bác giả. Đấy. Trong đó thì tiền ship thì là nó tùy theo dao động, là ở ngoài miền Bắc này thì là nó sẽ ít hơn, còn vào miền Nam thì càng xa thì ship lại mất càng nhiều tiền. Nhưng mà đâu đó dao động trong khoảng là 30 đến 50.000 tiền ship. Đấy. Cũng chia sẻ với các bác như vậy. Hoàng Hiền không có giấu giếm cái gì hết. Đấy. Các bác theo dõi video là các bác cũng nắm bắt được. Khi các bác mà có nhờ lấy thuốc hay là mua chè thì các bác cũng có thể liên hệ cho Hoàng Hiền nhé. Các bác yêu quý Hoàng Hiền thì các bác like và đăng ký kênh ủng hộ cho Hoàng Hiền, Hoàng Hiền rất cảm ơn các bác rồi. Còn cái việc lấy thuốc hộ, cái việc đó là Hoàng Hiền làm thiện nguyện, một trong những chương trình thiện nguyện giúp các bác ở xa, các bác có thể là sử dụng được thuốc hiệu quả.
tính ra thì thuốc của bà Trà thì hiện tại bây giờ là bà lấy là không kịp cho các bác, bởi vì cái lượng đặt hàng rất là nhiều. Không chỉ là các bác theo dõi video của Hoàng Hiền mà từ các nơi bà ấy bán từ ngày xưa nữa, bán ở nhà nữa, bà con ở đó nữa, thuốc hiệu quả. Đấy. Giá thì rất phải chăng, tính theo cái việc mà đi viện, riêng cái tiền chụp chiếu, cái tiền thuốc là hết bao tiền. Đặc biệt là khi mà về Hà Nội thì cái tiền nó tăng rất là cao. Đấy, nhưng mà bà tính là một liệu trình là 900.000 thì nó rất là phù hợp với cái công bỏ ra để leo núi các bạn. Leo núi rất nhiều vị thuốc mới lấy đủ được một, có nghĩa rất nhiều cây mới lấy đủ được một vị thuốc. Đấy. Mà trong khi đó thì nhiều bác là dùng có một liệu trình thôi mà đã chữa khỏi được bệnh rồi. Đấy. Thì 900.000 nó cực rẻ. Đấy. Còn bác nào nó nặng hơn thì phải dùng nhiều hơn, vài liệu trình. Đấy. Nhưng mà tính ra thì so với cái việc mà dùng thuốc tây thì nó vừa hại sức khỏe, phá hủy gan thận, nội tạng. Đấy, nó vừa tốn kém. Thuốc nam này nó lành tính, nó không có ảnh hưởng gì một cái gì đến sức khỏe, hoàn toàn là cây rừng tự nhiên hết, uống nó mát. Các bác nào mà đã đặt nhờ lấy thuốc hộ thì các bác là chưa nhận được thì các bác vui lòng đợi, do là bà chưa lấy đủ, khi nào mà có đủ thì chắc chắn là Hoàng Hiền sẽ lấy giúp các bác ngay. Còn về chè các bác đặt thì là Hoàng Hiền ship ngay cho các bác. Đấy, chè rất sẵn, nhiều chè Thái Nguyên, vùng đất của chè. Chú Lợi làm nhanh nhanh một tí nè, chậm quá. Chị gái chị làm nhanh như này cơ mà, làm gấp đôi luôn rồi, hai nuống à. Nhanh tay giật nó nhanh nhanh nó băm đi. Cái cuốc này nó to khó làm thì mượn cuốc bé đi. Chị này thế, chị này làm rất là nhanh đó. Mỗi tội là chị này chị không tính ra việc để làm, không biết sáng tác việc làm. Chú Lợi thì biết tìm việc làm nhưng mà làm lại chậm. Hôm nay là Hoàng Hiền quyết định là thay đổi cái phương án cho chú Lợi với chị gái chuyển sang băm. Đấy. Không có cắt khúc gì cả. Nãy chị gái cầm liềm cắt, Hoàng Hiền không có cắt gì hết. Lấy cuốc dẫy luôn. Đấy, các bác cứ cắt đi. Cắt nọ giải quyết được cái gì đâu. Cắt được sạch cái lớp đấy thì nó lại lên cái sấp mới rồi. Đây, như chỗ này là bây giờ cứ làm được luống nào là xong được luôn. Đấy, mai là chú Lợi rác phân hay rác lân vào là bón vào là áp luôn, đậy luôn lên là ok, không có dàn trải đợi hết vòng nữa là có khi cả tuần không xong được bãi này. Mai thấy sạch rồi đấy, mong ông trời đừng có mưa, mưa nó ướt các bác, một là ướt, hai là nó lại lên được. Trời nó nắng thì là mình băm nơi này là nó sẽ chết cỏ. Đấy. Bác kia chơi bài phun thuốc. Một cái sâu. Chắc hẳn là cái thông tin mà sắp tới là anh Sự xuống Thái Nguyên cùng với Hoàng Hiền làm thiện nguyện thì này, sẽ đón nhận được cái sự quan tâm rất lớn từ các bác đang theo dõi video. Hôm nọ Hoàng Hiền có điện hai anh em có nói chuyện với nhau cùng với anh Sự. Các bác theo dõi video là các bác cũng đã rất quan tâm, comment cũng như điện động viên cho anh Sự, nhờ Hoàng Hiền tìm cách đấy, tìm việc làm cho anh Sự tại Thái Nguyên đấy. Anh có việc làm lo cho gia đình
Sau đó thì hai anh em, thực ra thì cái việc này hai anh em là cũng đã trao đổi với nhau, cũng có định hướng để giúp đỡ cho anh ấy rồi. Chị gái với anh Sự béo cũng cáng không? Không xem video tập của em ngày xưa à? Ừ. Nên là chị bây giờ là những cái gì mà em đã dạy rồi là chị phải tập trung và ghi nhớ vào. Trong cái giai đoạn này em đang dồn lực để giúp đỡ chị thay đổi, có điều kiện để vươn lên là chị phải tập trung vào, phải thoát nghèo trong cái giai đoạn này đi. Lợn gà tập trung vào chăn nuôi, dạy con cũng thế. Nó là nó theo chị cả đời, con là con chị. Em thì cũng chỉ giúp đỡ một phần nào thôi, không thể nào mà ngày nào em cũng theo sát và giúp đỡ được. Đấy là bản thân chị phải là người thay đổi. Chứ bảo một lần mà hôm sau vào vẫn thấy thế thì lần thứ hai vẫn thế, lần thứ ba vẫn thế thì ngán lắm chị gái. Đẩy mạnh tốc độ lên, mà nhanh, mầm nhanh lên. Đây là chú lợn nhìn chị gái chị dẫy gấp đôi chú này. Mạnh cái tay lên làm thanh niên. Dẫy nhanh, tay vơ nhanh. Trời thì mát có nắng đâu. Nhanh nhẹn lên. Băm cả dưới rõng đi, hôm nào vun nào có đất đấy. Đấy. Băm bật lên là được. Cứ băm bật nó ở dưới rõng là không phải quén lên đâu. Sạch cỏ luôn. Nó vừa có đất là mình quén là có sẵn đất luôn. Làm ổn đấy các bạn, sạch bóng cỏ là được. Cứ dẫy sạch này này chắc chị gái phải vài tải cỏ. Đây là trước nghe theo chú lợi với chị gái này, hết nhổ này cắt này, nó lại lên làm hết lượt, nó lại lên rậm ung tùm này. Không giải quyết được vấn đề. Lạc đang ra hoa hết rồi này. Này. Số nhanh dẫy bung hết nó hoa của họ, nó nói cây nào có hoa này. Này. Hoa này. Chị gái này là đợt trước còn làm trong miền Nam là mấy năm? À, Tây Nguyên mấy năm? Tây Nguyên 2 năm. 2 năm trong đấy à? Quận Tùng 2 năm. Tổng mấy năm làm ở trong đấy? 4 năm. 4 năm làm trong đấy cơ à? Cứ vài ăn Tết xong lại đi. Làm ở Tây Nguyên à? Ừ. Trong đấy là họ trồng nhiều cây gì chị biết không? Cà phê, cà su, điều. Ừ. Trong đây có mùa đông lạnh không? Không. Nóng quanh năm à? Nóng quanh năm. Ừ. Trong dãy thì nó lạnh thôi, nhưng mà ra ngoài nóng lắm. Dãy ở trên đỉnh núi cao, cao nguyên đấy gì? Ừ. Tối là lạnh à? Tối là lạnh. Ừ. Ngày lại nóng đúng không?
chị vướng thành chị đi lại đi vào đấy cạo cà su nhựa cà su cho họ. Bao giờ đi? Cả vướng thành bây giờ không đi nữa. Vướng thành không đi nữa. Vướng thành. Họ gọi đi ở đấy à? Ừ. Gọi bao giờ? Gọi mấy thời gian vừa rồi. Thời gian vừa rồi gọi à? Bảo nào? Bảo vào đây thì cả một cà su. Ừ. Ôi trời. Mày đã hai ác tỉa ơi cũng biết. Họ gọi đi. Gọi đi. Giả bao tiền? Đi tùy theo. Ừ. Tùy theo. Cậu để 4 giờ sáng đi đến 5 giờ sáng về. Cái gì? Đi cậu đêm 4 giờ sáng đi đến 5 giờ sáng về. Cậu có đi có 1 tiếng đấy á? Ừ. Bởi vì cậu mũ này lấy cạo cả chập tối này sáng hôm sau á. 4 giờ chiều. Ừ, 4 giờ chiều ấy. Đến 5 giờ sáng. Ừ. Làm đêm gì ạ? Ừ, làm đêm. Thế mày kêu 4 giờ sáng đến 5 giờ sáng. Tức là không lấy mũ hết. Làm cả đêm à? Ừ. Giá bao tiền một tháng? Dạ hơn 1 triệu. Hơn 1 triệu á? Ừ. 1 tháng á? một tháng là hơn 1 triệu, 2 tháng là 2 triệu. 2 tháng 2 triệu. Ừ. Úi giời, thế thì bà ở nhà cho nó lành. Một bà triệu rồi làm cái gì? Bà cô đang gọi vào nhưng mà không. 1 triệu một tháng mà đi làm từ 4 giờ sáng đến 5 giờ, à 4 giờ chiều đến 5 giờ sáng thì bà làm cái gì? Ừ, nếu mà thế tính là một ngày nó giả bà có bao nhiêu tiền? À? Một ngày á? Cơm người ta nuôi rồi. Chứ 1 triệu một tháng. Ừ. Thế bà đừng có hâm, thế thì bà ở nhà cho nó nhanh. Tưởng 10 triệu nhưng 1 triệu thì bà đi gặt thuê một buổi bà đã ngày bà đã được mấy trăm, 200-300 rồi. Gặt 3 ngày đã 3-4 ngày là bà đủ làm 1 tháng đấy rồi. Giời ơi. Chị này là chị có sức khỏe nào các bác, nhưng bà ấy không biết tính toán một cái gì cả, tiền nó cũng không biết. Nên là cho dù chị ấy có đi làm ở trong Tây Nguyên hay chị có sang Mỹ thì họ chị không biết cái gì cả. Có nghĩa là không biết tiền là như nào. Đấy. Có khi bình thường là họ nói là à tao giả mày là 10 triệu một tháng, nhưng mà vào đấy họ đưa cho 100.000 hay là 500.000 thì cũng chả biết tiền ở đâu. Rồi chi tiêu thì cũng chả biết tính toán cái gì. Có ra quán thì đưa tờ 500.000 họ mua hết 100.000 họ giả lại 50.000 cũng chả biết. Đấy, nói phát là sới bung cây lạc ngay. Cây lạc vấn gì đâu, lại đập vào được cái. Đập đất nhớ vào. Bay một cái, úi, lại bung gốc rồi. Có đây này. Mổ cái nồ lên. Cuốc cho cái lỗ không cắm nó. Chán lắm, chị này dạy cho mấy năm rồi nhưng mà vẫn không khôn được. Vẫn có trình độ là anamit. Ừ. Thôi làm nhé, mày phải đi làm đấy. Có gì nếu mà tí mà về sớm chạy vào, được chưa? Thôi Hoàng Hiền kết thúc cái video của mình ở đây nhé. Xin hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Cứ dẫy như này nhá, không được dừng lại mà nhực cắt điếc đâu nhá. Băm tung thế này lên nhá, vơ thật sạch. Đấy, hết lượt. Không có để quén, không được làm kiểu kia đâu. Thôi thì chào các bác.